Xin chào các bạn nha. Hôm nay mình mới mua cái mic Rode nữa các bạn. Mình review cho các bạn coi nha các bạn. Đây giá sản phẩm mình có để công khai nha các bạn. Đây chỗ tay mình đây. Để mình mở hộp mình vui hộp ra cho các bạn coi nha. Để mình vui hộp ra. Các bạn coi rồi coi mình mua cái mic này để mình thu âm quay video cho nó âm thanh nó được tốt đấy mọi người. Hàng chính hãng. Rồi chết. Đây, thông số kỹ thuật nó để 20 m. Ngọc là cũng đẹp. Đây là toàn bộ thông số kỹ thuật đúng không? FID sử dụng hai điều hành Android, iOS. Này mình sử dụng iOS nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng cái hệ điều hành Android thì khi mà các bạn mua tao tư vấn cho các bạn nó sẽ có cái đầu, hoặc là mình mua đầu chuyển đổi thêm cũng được. Ai mà xài hai máy vừa Android vừa iOS đó thì mua đầu chuyển đổi theo thêm nha các bạn. Còn một bộ theo máy nó chỉ sử dụng một cái đầu thôi. Này giờ mình khui ra nha các bạn. Khui ra cái bộ ra trong đây nó có những gì nha. Đó. Đẹp không các bạn? Đầu tiên có một cái bao bằng da. Này là gì đây? Wow. Thiếu bộ phận. Bỏ này qua bên này. Quy trình bảo hành. Liên hệ hãng khi có sự cố. Phiếu bảo hành là phiếu bảo hành điện tử kích hoạt nha các bạn. Trong vòng 30 ngày đầu nè. 30 ngày đầu là hãng gửi sản phẩm mới cho khách. Sau 30 ngày hãng tiếp nhận sửa chữa tối đa 15 ngày gửi lại sản phẩm cho khách. Đây là thông tin bảo hành. Phiếu bảo hành. Bảo hành 1 năm, lỗi 1 đổi 1 trong vòng 30 ngày. Rồi, bỏ này qua bên nha các bạn. Mình coi bên trong nó có những gì nha. Đánh. Chà. Rồi, cái gì đây? Mic thu âm không dây. Này là về loại mic giá rẻ nhưng mà cũng chất lượng thông lắm nha các bạn. Hướng dẫn sử dụng. Thông số kỹ thuật. Tính năng giao diện người dùng. Rồi mình bỏ nó qua bên đây mình coi cái đây. Có một cái dây sạc. Cái nhà này đâu hả? Hả? Đây là nhân vật chính nha các bạn. Ồ, quá đẹp không ạ? Đây là có màn hình LED, đèn LED. Ánh lên này. Sản phẩm gồm 2 mic, cái này bộ là 2 mic nha các bạn. Nếu mà các bạn sử dụng 1 mic vẫn được. 1 mic thì cái giá nó rẻ hơn, giá thành nó rẻ hơn. Này mình sử dụng 2 mic. Đây, mình sử dụng iOS là cái đầu. Rất nhiều người đầu. Cái. Chà, mình giúp
bước ra các bạn nó có ấy liền các bạn, hiển thị phần trăm của pin của cái đốc sạc chính. Đồ kẹp cũng chắc chắn các bạn. Hai cái nó nằm trong hộp, nó mà có màu xanh giống nhau, khi mình mở lên lấy lên một cái nè nó sẽ chuyển đổi màu, mình bỏ vô là cục màu, bỏ vô nó tự sạc luôn nha các bạn. Đóng nắp lại, đây là sạc pin. Sạc này là Type C. Đó. Ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký kênh, like, share, ủng hộ kênh mình nhé nha các bạn. Rồi, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Rồi, bye bye, hẹn các bạn những video tiếp theo nha. Rồi, bye bye. Còn đây là mình ghim cái mic GoChat vô, mình quay mình nói chuyện cho các bạn xem nha các bạn. Test thử cái mic, tiếng mic sao các bạn, để lại bình luận ở dưới nha các bạn. Có chiếc tàu chạy xa ghê không các bạn, mà cái tiếng mic không biết nó thu có rõ không các bạn. Mình vô này cho các bạn thấy nha. Mít là mít giá rẻ các bạn ơi, xài cũng ok lắm, thấy nhiều người xài cũng ok lắm, nên mình mua mình xài sử dụng, review cho các bạn xem nha.